tịnh nha. Về nhớ niệm Phật, đừng có quên niệm Phật nha, để cho mình có sức khỏe. Rồi tiếp tục luôn chú. Miễn phí cấp phát miễn phí cho bà con mình. Bà con mình cố gắng theo thứ tự để mình rồi. Hiểu không? Rồi niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Em gái này có phiếu chưa? Rồi Nam mô A Di Đà Phật. Rồi Nam mô A Di Đà Phật. Niệm Phật nè gái, quay lại niệm Phật cái con. Niệm Phật đi cô. Rồi Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật đi. Ai bưng tiếp bà lão rồi, bưng tiếp bà lão nè. Rồi đây. Rồi niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đà Phật. Tín Dũng Thái mến chào tất cả quý vị. Kính chúc cho quý vị có một buổi sáng ngày 24 tháng 4 năm 2022, thân tâm thường an lạc và sức khỏe dồi dào. Và hiện nay Tín Dũng đang đứng trong trung tâm y tế của xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang để thay mặt tất cả các mạnh thường quân hỗ trợ cho 300 hộ bà con nghèo, bà con khó khăn đến đây để mà khám bệnh miễn phí. Thì hôm nay Tín Dũng đi cùng với cô Năm Thảo và tu sĩ Thanh Hòa để đến đây trao gửi những cái phần gạo này đến tận tay của bà con. Thì ngay sau đây Tín Dũng xin mời quý vị chúng ta hãy vào bên trong để phát gạo cùng với Tín Dũng ngày hôm nay nhé. Xin kính mời tất cả quý vị. Vâng, thưa quý vị và các huynh đệ anh em đang sổ ra những cái phần gạo để mà chuẩn bị phát cho bà con 300 hộ đấy quý vị. Dạ chào tu sĩ Thanh Hoa. Chào sáng tốt lành ha. Dạ. Hôm nay thấy bà xong mình đến đây quá sát là đông vậy. Thì hôm nay là cái chương trình Tướng Dũng Tướng Dũng dịp cầu nhân ái đại diện cho các mạnh thường quân hợp tác cùng với cô Năm Thảo ở núi Cấm để rồi cấp phát 300 phần quà cho bà con người dân tộc Khmer. Dạ. Ở tại nơi cái xã Tân Lợi của huyện Tịnh Biên. Và giờ đây thì ở bên trong ban tổ chức đang chuẩn bị sắp xếp thứ tự để cho bà con dân tộc phát quà. Dạ. Chuẩn bị phát quà đó quý Dũng ơi. Quá quý ha, bà quá con vừa bà con đến đây được khám bệnh miễn phí. Được khám bệnh miễn phí. Vừa nhận được, gạo vừa luôn nhận ha. Gạo từ thiện quá ngon ha. Quá êm quá êm. Quá êm quá êm. Vào bên trong đặc biệt thì cái xã này nghèo lắm. Dạ. Bởi vì người dân tộc không à. Dạ dạ. Rất khó khăn. Dạ. Rồi bà con đang đứng xếp hàng đó vị. Bà gạo đang chuẩn bị sổ ra. Đây, bà con đã khám bệnh xong xuôi rồi thì qua bên đây để nhận quà. Không biết. Đó, đây bà con rất là đông. Buổi sáng ngày hôm nay đến trung tâm y tế để khám bệnh miễn phí. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Và cung kính Đức Phật, Đức Thầy. Kính thưa quý vị mạnh thường quân trong và ngoài nước, cùng toàn thể tất cả quý cô bác gần xa hiện diện có mặt kính mến của quý vị. Thì hôm nay vào ngày 24 tháng 4 dương lịch, cũng nhằm ngày 24 tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần, cũng là cái ngày hội đuổi dương lành. Thì thưa quý vị, như chúng ta đã biết, tất cả quý vị mạnh thường quân trong và ngoài nước trong thời gian qua và xuyên suốt mọi lúc mọi nơi, lúc nào cũng đồng hành cùng với sư huynh Tướng Dũng và công nhân ái và cô Năm Thảo để rồi đồng hành góp sức với các ban ngành đoàn thể ở mọi lúc mọi nơi, và đặc biệt nhất là những cái nơi vùng sâu vùng xa ở miền núi để rồi hỗ trợ cho bà con đồng bào người dân tộc Khmer. Và đặc biệt hôm nay thì tại nơi trạm y tế của xã Tân Lợi tiến hành cấp phát 300 phần quà cho bà con, vừa là 300 phần quà mà vừa là khám chữa bệnh miễn phí. Thì giờ đây trước khi đi vào cái buổi cấp phát quà 300 phần này, chúng tôi xin trân trọng kính giới thiệu Tướng Dũng nhịp cầu nhân ái sẽ đại diện các vị mạnh thường quân báo cáo kết quả tịnh tài thu chi cho cụ thể và rõ ràng. Bây giờ đây xin trân trọng kính mời sư huynh. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, cảm ơn tu sĩ Thanh Hòa. Vâng, Tín Dũng xin kính chào anh Phạm Văn Thêm, chủ tịch của chủ tịch nông dân xã Tân Lợi, cùng với tất cả quý bà con, cô bác, quý cô chú, anh chị có mặt trong cái buổi phát quà hôm nay. Lời chào thân thương và kính trọng nhất. Dạ. Kính thưa quý bà con, cô bác, mạnh thường quân thân mến, với tấm lòng tương thân tương ái của tất cả quý vị đã hướng về bà con dân tộc người Khmer ở vùng núi để trợ giúp cho bà con những cái món quà thật là ý nghĩa. Thì hôm nay bà con vừa đến đây để được đoàn
của bác sĩ mình đến từ đâu anh? Dạ, bác sĩ phối hợp tỉnh An Giang mình đến đây để khám bệnh miễn phí cho bà con. Thì Tiến Dũng và cô Đông Thảo cùng với tu sĩ Thanh Hòa kết hợp cùng với chính quyền địa phương xã Tăng Lợi để mà hỗ trợ cho bà con ở đây là 3 tấn gạo, mỗi một hộ là nhận 10 kg. Vâng, thì hôm nay Tiến Dũng nhận được cái sự tình tài của tất cả bà con cô bác ở xa gần, quý vị đã nhín ăn nhín mặt để hỗ trợ giúp cho bà con nghèo, bà con khó khăn. Những cái phần tình tài như sau: thứ nhất là Zalo của anh Lê Sĩ Thấp 1,5 triệu, thứ hai là chị Tăng Tuyết Mai 500 ngàn, thứ ba là chị Ngọc Ánh ở Bình Dương 500 ngàn, thứ tư là anh Trương Hoàng Trọng và chị Châu Kim Thanh chuyển khoản ngày 6 tháng 2 1,000,000 đồng để giúp bà con. Thứ năm là chị Phạm Thủy gửi giùm chú Nguyễn Văn Mừng 3 triệu đồng. Thứ sáu là chị Quanh Hoàng Du ở bên Mỹ 300 đô là 6,8 triệu. Thứ bảy là chị Nguyễn Thị Pha chuyển khoản ngày 18 tháng 4 1,000,000 đồng để hỗ trợ bà con nghèo. 19 là chị Quyền Trang 600 ngàn. Thứ tám là chị Quyền Trang 600 ngàn. Thứ chín là chị Trần Thị Thu Hà ở bên Texas 3,6 triệu. Thứ mười là chị một chị ẩn danh ở bên Mỹ hỗ trợ cho bà con hôm nay là 18 triệu đồng. Và hồi hướng cho ba là ông Trần Văn Minh, mẹ là bà Trần Thị Nhân, cùng với cử quyền thất tổ, ông bà nội ngoại hai bên. Thì tổng số tiền Tiến Dũng cộng lại được của 18 gia đình mạnh thường quân, của 10 gia đình mạnh thường quân là 36,500,000. Thì Tiến Dũng có mua 3 tấn gạo sốc là 36 triệu, còn dư lại 500 ngàn thì để hỗ trợ với tu sĩ Thanh Hòa làm lộ phí đổ xăng để chở ba con cháu mình đi phát quà hôm nay. Dạ, thì em có gì cảm ơn tất cả các mạnh thường quân đã đồng hành cùng với Tiến Dũng Thanh Hòa và cô Năm để trợ giúp cho bà con những cái món quà yêu thương thật là ý nghĩa ngày hôm nay. Kính chúc cho tất cả quý vị luôn được dồi dào sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình lúc nào cũng được hạnh phúc và bình an. Và thưa quý vị, vừa qua thì Tiến Dũng như bộ nhân ấy đại diện các vị mạnh thường quân đã làm bổn phận của mình, tức là báo cáo cái tình tài hết sức là rõ ràng. Và một lần nữa xin chân thành cảm ơn Tiến Dũng đã hết sức nhiệt tình để rồi góp sức cùng với các mạnh thường quân đem những cái công đức lành này cho các mạnh thường quân được hưởng sự an lạc tốt lành và đúng bằng tay cho bà con nghèo ở mọi lúc mọi nơi. Và giờ đây để liên tục theo chương trình của các phát quà này, chúng tôi xin trân trọng kính giới thiệu cô Năm Thảo ở núi Cấm Thiên Cẩm Sơn sẽ luôn luôn đồng hành cùng với Tiến Dũng và các mạnh thường quân mình sẽ có vài lời phát biểu cảm nghĩ nhân buổi các phát quà hôm nay. Vậy xin trân trọng kính mời. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trước thì cũng xin kính chào các vị cái đoàn khám của bác sĩ và chính quyền của địa phương ở xã Tân Lợi và nhiệm cầu nhân ái Tuấn Dũng cùng tu sĩ Thanh Hòa có những cái tình cảm thiêng liêng yêu thương kết nối với tất cả các mạnh thường quân ở xa gần để quan tâm tới những bà con khó khăn ở trong cái thời kỳ này rất là khổ, mà quý vị đem tới những tình tài tình cảm thiêng liêng cao quý này. Và thì tôi xin nó thành thật thay mặt cho tất cả bà con nghèo ở nơi đây nhận những món quà này thì xin cảm tạ công đức của các vị. Nam mô A Di Đà Phật và cầu xin cho các vị luôn luôn được có sức khỏe bình an để làm ăn luôn đâu phát tài để giúp đỡ cho bà con nghèo ở xa ở gần. Nam mô A Di Đà Phật. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn cô Năm Thảo. Mặc dù là tuổi đã cao, sức khỏe giới hạn, tuy nhiên thì trên cái tinh thần vì đạo pháp, vì xã hội, nhất là giúp cho bà con đồng bào nghèo, người dân tộc Khmer, cho nên cô Năm cũng sẵn sàng để rồi đồng hành đến nơi tận tay để hỗ trợ giúp đỡ, thể hiện tinh thần từ bi bác ái của nhà Phật. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn cô Năm. Và liên tục chương trình hôm nay, chúng tôi xin trân trọng kính giới thiệu anh Phạm Văn Thiên, đại diện chủ tịch hội đồng nhân dân của xã Tân Lợi, đại diện chính quyền địa phương sẽ có vài lời phát biểu cảm tạ tri ân công đức lành cùng các mạnh thường quân. Xin trân trọng kính mạnh. Nam mô A Di Đà Phật. Xin cảm ơn. Thì đây em thay mặt cho chính quyền địa phương, đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Tân Lợi xin chân thành cảm ơn quý mạnh thường quân đã hỗ trợ cho xã Tân Lợi phối hợp cùng với chỗ đoàn y bác sĩ để khám chữa bệnh cho người nghèo, người có hoàn cảnh cơ nhỡ, đặc biệt là hộ dân tộc trên bàn xã. Hiện nay vừa qua cái trận đại dịch thì cái kinh tế của bà con rất khó khăn, vì vậy cái việc khám chữa bệnh và việc là mưu sinh cuộc sống hàng ngày thì cũng rất khó khăn. Do vậy phối hợp của mạnh thường quân chỗ liên kết chỗ anh Tuấn Dũng và má Năm là cô Năm Thảo đã hỗ trợ phối hợp hỗ trợ tiếp
khám chữa bệnh và cấp quà cho bà con nghèo ở vùng đồng bào dân tộc, đặc biệt là xã Tân Lợi. Thì thay mặt một lần nữa, thay mặt chính quyền địa phương, hội đồng dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Tân Lợi thì chân thành cảm ơn các mũi mạnh thường quân. Thì một lần nữa thay mặt đảng ủy xin gửi lời chúc sức khỏe đến quý mạnh thường quân, làm ăn phát đạt, nhận sự như ý và luôn luôn đồng hành cùng với anh Tấn Dũng và má Nam Thảo để góp phần hỗ trợ cho bà con nghèo, đặc biệt là vùng xã Tân Lợi. Xin cảm ơn. Chào thưa quý vị, vừa qua thì anh Phạm Văn Thiêm đại diện chính quyền địa phương có vài lời công đức tri ân, công đức làm cùng với các mạnh thường quân. Và một lần nữa thì chúng tôi cũng không quên đại diện cho ban tổ chức của đoàn cấp phát quà. Xin chân thành cảm ơn toàn của bác sĩ, cảm ơn toàn thể tất cả các ban ngành đoàn thể của ủy ban nhân dân xã Tân Lợi đã tạo mọi điều kiện thuận lợi tốt đẹp để cho đoàn của chúng tôi đến đây cấp phát quà tặng tay cho bà con nghèo, người dân tộc. Và một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chính quyền địa phương đã giúp đỡ. Và một lần nữa thì chúng tôi cũng không quên thành tâm nguyện cầu ơn trên Hồng Ân Tam Bảo và Linh Đức Phật, Đức Thầy chiếu diệu gia hộ cho toàn thể tất cả các vị mạnh thường quân trong và ngoài nước luôn luôn lúc nào cũng sức khỏe dồi dào, tinh thần an lạc và làm ăn luôn luôn được phát đạt, để có đồng ngăn hỗ trợ giúp đỡ nhiều cái cuộc sống cơ nhở khó khăn, hoàn cảnh mà bà con đang gặp khó khăn. Và xin hồi hướng công đức lành này cho quý vị luôn luôn lúc nào cũng vững niềm tin, tinh tấn tu hành cho đến ngày đắc thành đạo quả. Và xin hồi hướng công đức lành này cho cửu huyền thất tổ, phụ mẫu tề đường Tăng Long Phước Thọ, phụ mẫu quá khứ trực giảng Tây Phương. Và xin hồi hướng công đức lành phát quà hôm nay hướng về cho tất cả chúng sanh trong ba cõi sáu đường, trong mười phương pháp giới, được nương theo công đức bố thí này mà hết khổ được vui, hiện tại được an lạc và mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành. Lễ phép kính chào quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Và cấp phát quà như sau, ha bà con mình nghe không? Giờ bà con mình tới đây của mình Nam mô A Di Đà Phật, niệm vô cái máy này, xong rồi cái mình đi ra từng người không được chen lấn, không được ồn ào, không được đi hàng hai mà đi từng người một. Quý vị mình nghe rõ không? Rồi Nam mô A Di Đà Phật. Rồi Nam mô A Di Đà Phật. Rồi cho mấy anh thanh niên phụ tiếp ginh gạo ra nè. Nam mô A Di Đà Phật. Hậu Phật thầy hỗ độ nhân sanh, rồi cái qua ngàn thọ. Rồi Nam mô A Di Đà Phật. Rồi ginh phụ bà già đi rồi ra luôn. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi. Anh giỏi. Nam mô A Di Đà Phật. Ginh nổi không? Ginh nổi không? Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn. Cảm ơn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quá hay, rồi về cố gắng niệm Phật nha. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Về cố gắng niệm Phật nha, để cho mình được có sức khỏe bình yên nha bà con. Phải niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Niệm Phật để có tinh thần được Phật. Niệm lớn lên, niệm lớn lên. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi về cố gắng niệm Phật nha bà con. Rồi tiếp tục cho xuống đi anh ơi. Rồi. Dạ, rồi, 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 niệm Phật. Rồi rồi ưu tiên. Ưu tiên rồi ai bưng giùm. Nhận đi. Nam mô A Di Đà Phật cho bưng giùm. Bưng giùm ông lão luôn. Rồi để tôi bưng ra cho ông luôn nè. Rồi. Rồi xách ra đây nghe. Rồi Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cố gắng niệm Phật cho con. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lãnh thì đi phía ngoài. Vô trong này nè. Vô trong đây nè. Vô trong đây nè. Ở đây đi xuống. Phía này đi vô nè, đó đi vô là nó ngựa, thấy không? Nam mô A Di Đà Phật. Dạ gán niệm Phật nha. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ niệm Phật nha bà con, nhớ niệm Phật cho mình có sức khỏe nha bà con ơi. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi vẫn nói không? Nam mô A Di Đà. Nam mô A Di Đà. Rồi niệm Phật con. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi niệm Nam mô A Di Đà. Nam mô A Di Đà. Nè xếp hàng một vô, xếp hàng một thứ tự vô, không có được chàng xuống. Từ từ. Nắng nóng. Nam mô A Di Đà Phật. Trong đi cho nó mát. Nam mô. Trong đi từ từ xuống. Từ từ ngồi thôi. Rồi Nam mô A Di Đà Phật. Qua anh kia. Nổi hai bao, Nam mô A Di Đà Phật. Chàng ơi.
về gán niệm Phật nha anh trai. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi về nhớ niệm Phật nha con. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi bưng nổi không con, niệm Phật nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Đâu đứng lắng tới nè. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ con nói nè, bây giờ bà con ghi trở lại xếp thằng đứng một hàng một như nhất cho con. Còn nếu bà con như vậy hoài thì đứng ngoài nắng khó dữ lắm. Lui từ từ thôi. Lui lui vậy đi. Bên kia nó nguyên một đoàn đó hỗ trợ, bên kia em cũng khó. Hỗ trợ y bác sĩ bên. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật bưng đi chú. Lui 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 bớt lại, lui lui bớt lại đi. Dạ, niệm Phật luôn ha. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Đi đó chú nhắc nhở người ta. Nam Mô A Di Đà Phật. Chuyển gạo lên bà con ơi. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi mấy phiếu nhận luôn. Ba nhận hết không nổi. Bưng ba phiếu nổi không? Rồi niệm Phật đi con. Quá xá lật chữ. Thấy ốm ốm mà lật chữ nha. Nam Mô A Di Đà Phật bưng lên luôn. Gạo tiếp tục. Rồi từng người ai cũng đều có bàn hết nha. Cầm phiếu trên tay không chen lẫn. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Nhớ thường xuyên niệm Phật bà con ơi. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Chúc các cô chú mình nhiều sức khỏe. Bữa nay vừa được khám bệnh miễn phí mà vừa lãnh gạo về ăn nữa là quá vui rồi. Bệnh luôn nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm Phật cho mau hết bệnh nha. Cương. Rồi chú. Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm Phật cho mau hết bệnh nha. Về nhớ niệm Phật đừng có quên niệm Phật nha, để cho mình có sức khỏe. Rồi tiếp tục luôn chú. Miễn phí cấp phát miễn phí cho bà con mình. Con mình cố gắng theo thứ tự để mình rồi. Hiểu không? Rồi niệm Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Em gái này có phiếu chưa? Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm Phật nè em gái, quay lại niệm Phật cái con. Niệm Phật đi cô. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Phật đi. Ai bưng tiếp bà lão rồi, bưng tiếp bà lão nè. Rồi đây. Rồi niệm Phật nha. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Rồi tiếp tục luôn bài. Bệnh nha cô. Về niệm Phật đi nha. Chú niệm Phật cho mau hết bệnh nha. Về niệm Phật. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Mở khẩu trang cho ông Dũng chụp cái hình cái mấy đâu. Rồi tới đi chị. Rồi mời chị về cố gắng niệm Phật nha con. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Về gắng niệm Phật nha cô, đang cho mình khỏe mạnh khỏi đi khám bệnh nữa. Khám bệnh xong hết rồi đó không? Rồi. Rồi về niệm Phật nữa, cái hết bệnh luôn à. Niệm Phật nữa mau hết bệnh nha cưng. Rồi. Niệm Phật cho mau hết bệnh nha đại. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi niệm Phật cho mau hết bệnh chú ơi. Vậy là xong rồi, có gì đâu. Rồi chúc bà con mình nhiều sức khỏe. Rồi chúc bà con về á. Bưng tiếp bà lão. Hết bệnh niệm Phật nữa, hết bệnh luôn ha. Bưng nổi không bà cụ? Nổi không? Nổi không con? Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật con. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi. Xe rớt đúng không? Niệm Phật cho mau hết bệnh nha. Trời A Di Đà Phật. Rồi bao này ông đứng nghe nó bị như vậy. Nam Mô A Di Đà Phật. Phiếu đây, phiếu đây. Rồi bưng luôn nè bà. Bưng luôn bà. Rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Bưng. Nam Mô A Di Đà Phật. Hai phiếu luôn. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi chị qua đây. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Về hết bệnh luôn nha, niệm Phật hết bệnh luôn nha. Lên kia khám bệnh nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Nhớ thường xuyên về niệm Phật nha bà con ơi. Niệm Phật cho hết bệnh luôn nha cô. Rồi bà con mình cố gắng về niệm Phật luôn. Để hết bệnh luôn nha, không có bệnh nữa ha.
Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Đây khẩu trang đứa nào. Tiếp tục luôn. Tiếp tục luôn, Nam Mô A Di Đà Phật. Cũng thiếu gì đâu nè, sư con. Rồi, về cố gắng niệm Phật cho. Cho mau hết bệnh nha. Rồi. Niệm Phật, niệm Phật. Tiếp tục, tiếp tục. Cho chơi rồi. Rồi, tiếp tục luôn. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi, bưng luôn chị. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Chà, này chắc ăn sáng chưa mà thấy yếu quá, niệm Phật yếu quá ha. Chưa ăn sáng luôn hả? Dạ. Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Không biết mà chưa ăn sáng luôn. Niệm Phật yếu quá. Nam Mô A Di Đà Phật. Ăn rồi nè. Này ăn rồi nè, này ăn rồi nè. Này niệm mạnh nè. Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Ông bà này, ông bà này chắc hết tao búng rồi, niệm mấy xìu rồi nè. Khám bệnh mà chị đi quán mới về ha, về. Rồi búng đi chị. Không sao, niệm Phật đi ha, về nhẹ niệm Phật thêm ha. Cô bị vậy là. Ờ, cho mau hết bệnh. Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. Tạm dừng chút ha. Một số đang ngồi khám. Rồi, về niệm Phật cho mau hết bệnh nha cô, nha. Về cố gắng niệm Phật cho mau hết bệnh luôn nha. Rồi. Về cố gắng niệm Phật cho mau hết bệnh nha chị. Dạ. Rồi. Rồi. Bữa nay về niệm Phật nó mau hết bệnh nha cưng nha. Chỉ chắc này em cho anh rồi số lượng ta 300 ta thiếu. Dạ bưng đi chị. Khám bệnh. Muốn khám bệnh. Khám bệnh chưa? Không thiếu khám bệnh luôn. Mấy phiếu? Cái này là 2 phiếu hả? Không 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 không, cái phiếu này anh đi khám bệnh. Mẹ mẹ em khám rồi. Khám rồi chưa? Mẹ em khám rồi. Cái rồi phải không? Phiếu này nhận quà thì nhận quà đi. Đây này. Tôi cho thêm khám thêm một sớt nè, chú muốn khám bệnh chú lên trên đó đi. Chú đưa phiếu này lên. Nhớ cái tên. Nhớ cái tên, người ta đọc ngay cái tên đó đó, biết chữ không? Kìa kìa, rồi, rồi. Đó, mình lên khám đi. Nhận quà về niệm Phật thêm cho mau hết bệnh nha, nha. Mấy cô, dạ. Nhận quà về mình niệm Phật thêm cho mau Nam Mô A Di Đà Phật, thường xuyên niệm Phật nha bà con. Về, mạnh giỏi đó, niệm thường xuyên mạnh giỏi á. Rồi bưng đi chú. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi xong rồi lên. Thuốc bảo hiểm mà. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì kính thưa quý vị, vừa qua xuyên suốt một cái thời gian chúng tôi cùng đồng hành với ban tổ chức, với tất cả các cấp địa phương chính quyền của xã Tân Lợi đã cấp phát quà cho bà con mình 300 phần quà cho bà con người dân tộc Khmer. Thì thưa quý vị, đối với cái vùng bà con ở Khmer, ở dân tộc miền núi thì luôn luôn lúc nào cũng khó khăn quanh năm xuyên suốt, và hôm nay được sự hỗ trợ của các mạnh thường quân giúp đỡ như thế này thì đây là một cái tình thương rộng lớn bao la không sao kể xiết. Như vậy thì chương trình kết thúc video của cái buổi cấp phát quà này, chúng tôi xin trân trọng kính giới thiệu cô Năm Thảo ở núi Cấm Thiên Cẩm Sơn sẽ có vài lời phát biểu và đồng thời có những cái bài thi thơ kính tặng các mạnh thường quân và chung cho tất cả quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật, xin trân trọng kính mời. A Di Đà Phật. Sau cái buổi cấp phát quà cùng với đoàn của bác sĩ để khám và chữa bệnh cho bà con ở đây, thì trong cái tình cảm thiêng liêng thì cô Năm Thảo cũng thấy được một cái tâm cao quý của các vị mạnh thường quân và của đoàn khám của bác sĩ hết sức là ưu ái đối với bà con nghèo ở nơi xã Tân Lợi này. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì không biết nói gì hơn, thì cô Năm cũng có cảm thì có ứng trong cái tình cảm thiêng liêng của quý vị, là để cho cô Năm sẽ
xuất phát những lời mà yêu thương và kính mến quý trọng của các vị mạnh thường quân và đoàn khám của bác sĩ ở nơi xã Tân Lợi này và nhịp cầu nhân ái Tín Dũng cùng đạo cư sĩ Thanh Hòa và chính quyền địa phương như thay mặt cũng như là đồng chí Thêm, Nam Mô A Di Đà Phật. Do vậy thì cô Năm xin cô cũng có đôi lời để cảm tạ các mạnh thường quân và luôn luôn cầu nguyện cho các vị mạnh thường quân có sức khỏe và làm ăn được phát tài phát lộc để đồng hành với nhịp cầu nhân ái Tín Dũng cùng tu sĩ Thanh Hòa và tất cả những nơi bà con nghèo khác được hưởng cái phước duyên lành của bà con mạnh thường quân nước trong và nước ngoài với một cái tình cảm cao quý và thiêng liêng không thể nào nói bằng lời được quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật. Tự tánh thiêng liêng y đạo màu pháp lành di diệu rất thâm sâu thâu duyên ngộ đạo nói cầu ai nhân thâm y duyên sâu phước lành cảm ơn các vị đồng hành quan tâm chăm họ rồi phước dành ngân ban để giúp cho hoàn cảnh gian nan bệnh đau thiếu thốn không an đôi nghèo tâm lành ý đạo cao siêu thấu duyên thương hại nhiều nhiều người khổ lao chúc cho các vị luôn thanh cao phước duyên được hưởng trên trao phúc lành cầu trên cha mẹ non xanh tổ thầy minh chứng tạo phước lành cho gần xa mạnh thường quân tâm cao quý thiêng liêng luôn luôn mạnh khỏe độ duyên giúp người cảm ơn các vị tuyệt vời tâm từ bác ái thức thời thấu duyên giúp cho các nước các miền khó khăn đau khổ giao liền tình thương cảm ơn các vị buôn phương thấu duyên đạo đức tình thương nhân loài cầu xin các vị đặng được thời phước duyên đầy đủ để giúp đời khó khăn. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, cảm ơn cô Năm đã ứng khẩu một vài thơ để tri ân tấm lòng vàng của tất cả các mạnh thường quân và đoàn bác sĩ cùng với các anh chị em ở ủy ban xã đã đại diện để mà trao gửi những cái phần quà này đến tận tay của bà con. Thì sáng nay Tiến Dũng cũng xin thay mặt chị Quanh Hoàng Du trợ duyên với tu sĩ Thanh Hòa 50 đô 1.450.000 để cho anh làm cái phương tiện cũng như là đổ xăng làm dầu gió để giúp cho bà con anh Hòa ha. Dạ thì cái thưa vị, sau khi đã hoàn thành 300 phần quà để hỗ trợ cho bà con thì Tiến Dũng cảm nhận được là bà con nhận những cái phần quà rất là vui, rất là ý nghĩa. Cảm ơn tất cả quý vị đã hỗ trợ những cái phần quà hôm nay. Kính chúc cho tất cả quý vị luôn được dồi dào sức khỏe. Vâng, xin chân thành cảm ơn chị Quanh cũng đã ủng hộ tiếp chúng tôi. Xin chân thành đa tạ công đức lành quý vị cô ha. Và thưa quý vị, giờ đây thì để liên tục theo chương trình, chúng tôi xin trân trọng kính giới thiệu anh Trần Trần Thiêm, đại diện chủ tịch mặt trận Hội đồng Nhân dân của xã Tân Lợi, có vài lời cảm đức cảm tạ công đức lành của các mạnh thường quân. Xin trân trọng kính mời anh. Xin cảm ơn. Thì đến thời điểm này thì chỗ ủy ban phối hợp với chỗ mạnh thường quân, đặc biệt là chỗ anh Tấn Dũng nhiệm cầu nhân ái cùng má năm thì nhận một số cái phần quà từ các mạnh thường quân đã hỗ trợ cho đơn vị Tân Lợi để giúp cho bà con nghèo
trong hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là ngay cái thời điểm mà bà con đang đi khám chữa bệnh, phối hợp cùng với y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang và một số bác sĩ thành phố Hồ Chí Minh. Thì đến thời điểm này chúng ta đã hoàn thành cấp phát 300 phần quà cho bà con nghèo xong. Thì cũng một lần nữa thay mặt Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Lợi xin chân thành cảm ơn quý mạnh thường quân đã hỗ trợ cho đơn vị xã Tân Lợi làm tốt vai trò nhiệm vụ của mình trong nhiệm vụ chính trị đối với người dân nghèo, đặc biệt là vùng dân tộc. Vâng, thưa quý vị, giờ đây thì một lần nữa chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn cô Năm Thảo, cảm ơn Tuấn Dũng nhiều nhật cầu nhân ái, cảm ơn anh Thiên, đại diện quỹ ban cũng như các ban ngành đoàn thể đã tạo thành một cái nhịp cầu nhân duyên, một cái nhịp cầu nhân ái, một cái nhịp cầu đạo đức để hỗ trợ giúp đỡ cho bà con nghèo vượt qua khó khăn trong cái tình cảnh giai đoạn này. Và giờ đây chúng tôi cũng một lần nữa không quên thành tâm nguyện cầu ơn trên, hồng ân tâm bảo với linh Đức Phật, Đức Thầy chiếu diệu gia hộ cho toàn thể các vị mạnh thường quân luôn luôn lúc nào cũng sức khỏe dồi dào, tinh thần an lạc, làm ăn phát đạt và phát bồ đề tâm dũng mãnh tinh tấn tu hành cho đến ngày đắc thành đạo quả. Xin hồi hướng công đức lành này cho cửu quyền thất tổ, phụ mẫu tại đường Tăng Long Phước Thọ, phụ mẫu quá khứ trực dẫn tây phương. Xin hồi hướng công đức lành này cho tất cả chúng sanh trong ba cõi sáu đường, trong mười phương pháp giới được nương theo công đức bố thí làm lành này mà hết khổ được vui, hiện tại được an lạc và mang kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật sát yên lành. Lễ phép kính chào Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật.